Dạ con. Cô tới đây làm gì? Bộ tính đốt chỗ này luôn hả? Còn nhóc, nói chuyện không có bằng chứng dễ bị kiện lắm đa. Xê ra, tao tới tìm bà chủ của mày. Lan, đây là khách quý, em để chị tiếp cho. Em vô làm việc đi. Dạ. Mình đem tin tức tới đây. Hồng Xuân muốn nói gì thì nói nhanh đi rồi đi, chứ tôi không có thời gian đâu. Cầm thư giao tiếp với mấy người cấp thấp triết rồi quên mất thân phận quý tộc của mình. Xuân quên nữa, thư phải đi ở đợ, buôn ba khắp nơi để kiếm sống, nên chắc là Cầm thư đã quên gốc gác của mình rồi. Gốc gác của tôi thì có liên can gì tới cuộc đời của cô không vậy? Suốt thời gian qua, cô có sống yên vui ngày nào không? Hay là chỉ xung quanh chuyện hại người, hại mình? Bây giờ cô nhìn lại coi, bên cạnh cô còn có ai? Ngoài tiền ra, cô chẳng còn gì hết. Thôi được rồi, bỏ qua hết mọi triết lý đi. Mình tới đây là mình có ý tốt. Mình muốn giúp Cầm thư xây lại xưởng. Với điều kiện mình sẽ chiếm 80% cổ phần. Thư cười cái gì? Đây là cơ hội ngàn năm một thở đó đa. Lúc này đây, tôi chỉ muốn xẻ dọc cái đầu của cô ra, để coi bên trong cô đang nghĩ cái gì. Bộ cô tưởng Cầm thư này còn ngây thơ ngu muội như lúc chúng ta còn học chung ở trường nữ hả? Cô muốn giúp tôi hay là nhân cơ hội này lấy của người khác? Thật là vô liêm sỉ. Bộ Cầm thư muốn phá hợp đồng hả? Sau khi đền bù, bảo đảm sẽ phá sản đó. Ai... tìm áo dài việc rồi cũng dở nợ, đóng cửa, tiếc quá. Một tay phóng quả, một tay đưa tiền. Chị Cầm thư nè, với loại người này á, chị đừng có mất thời gian. Đi nhanh đi, đi đi. Nè, đi đi. Cô làm cái gì vậy? Ở đây không có ai quan nghênh cô đâu. Cô có quyền gì mà đuổi tôi đi chứ? Lan, em bình tĩnh lại đi. Nè, tôi cấm cô kiếm chuyện với em gái của tôi nghe chưa? Xíu. Cô đi đó làm gì em vậy? Nói vu vơ thôi mà, em không thèm để ý. Được rồi, để anh sẽ tìm cách giúp cho em. Em không cần, em đã nói em tự làm được. Nhưng anh hai có thể giúp em một chuyện này. Anh luôn sẵn lòng. Chuyện gì? Hồng Xuân cũng có vẻ nghe lời anh. Nếu vậy, anh hai ráng giúp kìm cổ lại giùm em, đừng để cổ tìm tới đây nữa. Cứ nhìn thấy cổ, em không thể nào không nghĩ tới chuyện cổ đốt xưởng của em. Được rồi, anh sẽ giúp em. Em yên tâm đi. Thôi anh có việc về Bạc Liêu rồi. Khi nào em rảnh á, thu xếp về nhà nghe em. Mọi người đều nhớ em. Thôi anh đi ạ.